Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay về lại với series Kanji. Và lâu quá rồi mình hoàn toàn bỏ bê cái series này luôn, bởi vì mình quá bận rộn. Với lại thật ra thì mình làm cái series này cũng không có mấy người xem, nhưng mà mình thấy quả thật đây là một cách rất là tốt để mình xem lại bài vở nè, học Kanji nè, nên mình thấy là mình phải tiếp tục giữ vững phong độ và tiếp tục làm tiếp những cái series về Kanji này. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái bài Kanji đặc biệt liên quan đến chữ yêu. Bởi vì các bạn biết đó, dạo này tình yêu nó đang nở rộ bên Nhung. Nên hôm nay Nhung sẽ làm series về chữ yêu và sẽ phân biệt cho mọi người giữa chữ luyến trong tiếng Nhật, có nghĩa là chữ koi á, chữ đen trong đen ai là luyến trong luyến ái, và phân biệt chữ đó với lại chữ ái là chữ ai. Thì á, từ khi mà Nhung đến Nhật á, thì có rất là nhiều bạn hỏi về cái vấn đề này. Và mình thấy là cả bản thân người Nhật họ cũng trả lời tu rất là tùm lum rất là nhiều, bởi vì bản thân họ là người bản ngữ mà họ sử dụng tự nhiên quá. Nên khi mà mình hỏi sâu vào là từ đâu mà nó ra như vậy thì họ không trả lời được. Nhưng mà họ sẽ dùng một chữ là cái kanji nó khác nhau. Cái kanji này không phải là chữ kanji trong Hán tự, mà là kanji này có nghĩa là cái tình cảm, cái cảm giác mà nó mang đến, cái cảm giác mà cái từ đó nó mang lại khác nhau. Thì thông thường đối với một người Nhật á, thì cái chữ luyến nó sẽ khá là mang tính chất tình yêu nam nữ hơn là chữ ái. Còn nếu mà cả hai đều, trong cái trường hợp mà cả hai đều ám chỉ tình yêu nam nữ á, thì cái chữ luyến nó sẽ là tình yêu nam nữ mà nó còn bồng bột, nó còn trẻ trung, giống như là chữ yêu trong tiếng Việt thôi. Còn chữ ái nó sẽ mang tính chất là nó sâu đậm hơn, là một cái tình cảm nó khắc cốt ghi tâm, là một cái tình cảm mà chúng ta bỏ thời gian công sức ra để bun đắp cho nó. Thì nó sẽ khá là giống với lại chữ thương trong tiếng Việt. Cũng như trong tiếng Việt á, thì thường thường á, mình rất là ngại hay nói chữ yêu, nhưng mà cái chữ thương á, thì đối với tiếng Việt á, thì nó sẽ mang rất là nó sâu đậm hơn, nó chân thành hơn là cái chữ yêu. Thì cái chữ yêu trong chữ luyến trong tiếng Nhật nó cũng tự giống như vậy. Thì ngày hôm nay mình sẽ mổ xẻ về kanji, mổ xẻ về hán tự của hai chữ này cho các bạn cùng biết. Rồi, đầu tiên cái thứ nhất á, thì để hiểu rõ được về hai chữ luyến và chữ ái này thì chúng ta phải biết trước cái bộ mà hình thành, coi là cái bộ chính của hai chữ này, đó là bộ tâm. Thì tại vì cả hai chữ này đều nói về tình yêu, mà tình yêu á, thì nó từ trong tim đi ra. Về mặt sinh học thì nó không có đúng cho lắm, nhưng mà về mặt văn học thơ học thì tình yêu nó từ trong tim đi ra. Vì vậy nên á, cả hai chữ đều có bộ tâm. Thì cái chữ tâm nó viết như thế này. Thì cái chữ tay... cái chữ tâm này á, như mình đã nói trước ở video đầu tiên về kanji á, thì lúc nào trong tiếng Nhật nó cũng sẽ có âm on và âm cưng. Thì chữ tâm này, âm on á, nó có nghĩa là tim, đọc là tâm. Thì á, trong tiếng Nhật đọc là shin. Ví dụ như là trong shinpai là dùng trái tim của mình để lo lắng cho người khác. Rồi thí dụ như an shin có nghĩa là yên tâm, là an tâm, là yên lòng, không có lo lắng nữa. Thì đó là chữ tâm, khi mà ghép với những chữ khác thì nó sẽ làm âm on, đọc là shin. Còn nó hoàn toàn giống y chang như trong tiếng Trung Quốc luôn. Trong tiếng Trung Quốc đọc là shin, thì an tâm sẽ đọc là an shin. Thì nó hoàn toàn như nhau. Bởi vậy nên mấy người Trung Quốc á, họ học tiếng Nhật rất là nhanh về cái mảng kanji, là tại vì đọc y chang nhau à. Còn về cái âm cưng á, thì nó đọc là kukudo. Kukudo, kukudo là trái tim. Thì cái chữ này rất là quan trọng. Hầu như là những cái chữ gì mà nó liên quan đến cảm xúc đều sẽ có cái bộ tâm trong đó hết. Nó biến thể sao đi nữa thì nó cũng sẽ có cái bộ tâm về mặt cảm xúc trong đó. Thì đây là bộ tâm. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ phân tích mổ xẻ từng chữ. Thì chữ thứ nhất là chữ len. Chữ len này là trong len ai là luyến ái. Thì nó đọc cũng khá là giống như trong tiếng Việt vậy. Thì luyến ái thì trong tiếng Nhật đọc là đen ai. Tại vì cái hán tự của Việt Nam nè, của Trung Quốc nè, với của Nhật Bản nó giao thoa nhau, nên phát âm nó cũng khá là tương tự nhau. Hàn Quốc cũng vậy luôn, phát âm gọi là rất là giống nhau. Thì cái chữ đó là chữ luyến. Thì chữ luyến đó là âm on á, nó đi chung với chữ khác nhau. Luyến ái thì đọc là đen ai. Còn ví dụ như đứng một mình á, thì sẽ đọc là koi. Koi giống như trong cá koi vậy á. Là koi, ví dụ như là koi shite kudasai là hãy yêu tôi đi.
Thì đó là cái chữ coi. Thì hồi trước mình có coi một cái bộ phim rất là hay, các bạn nên coi, một bộ phim tiếng Nhật, học tiếng Nhật rất là tốt, đầy những từ vựng và tình yêu, là hãy yêu một đứa vô dụng không ra gì như em. Thì cái câu chuyện đó nó cũng khá là hay, các bạn nên thử coi. Thì cái chữ đó nó là coi. Thì nếu như phân tích cái chữ này á, cái chữ này á, ở phía bộ trên, ở phía trên của nó là cái chữ diệt, là cái bộ đó là bộ diệt. Bộ diệt có nghĩa là lặp lại, là nữa, lại nữa. Thì cái bộ diệt ở phía trên này các bạn có thể nhìn thấy nó trong cái chữ biến, biến hóa, biến thái. Thì cái chữ biến á, các bạn sẽ thấy nó là ở phía trên có bộ diệt, ở dưới có bộ hữu. Thì cả trên cả dưới đều có nghĩa là nữa, một lần nữa. Thì nó có nghĩa là thay đổi, cứ thay đổi một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Thì cái chữ đó là chữ biến, thay đổi. Thì cái chữ này nó vần khá là giống nhau, biến và luyến. Thì cái chữ luyến này ở phía trên nó là bộ diệt, là một lần nữa. Còn cái bộ ở dưới là cái bộ tâm vừa rồi mình nói với các bạn. Thì cái điều này có nghĩa là chữ luyến này có nghĩa là trái tim của mình rung động, rồi một lần nữa rung động, cứ rung động đi rung động lại vì một người nào đó. Thì lúc đó mình hiểu rằng là mình đã yêu thích người ta. Thì bởi vì mình thấy là cứ mỗi lần mình gặp hay là mình nghĩ về người ta thì tim mình rung động thêm một lần nữa. Thì mình hiểu rằng đó là cái tình cảm. Bởi vì nên cái chữ nó rất là chỉ về trái tim rung động như vậy, nên các bạn có thể thấy được là đây là một cái chữ nó thiên về tình cảm nam nữ hơn là những cái tình cảm khác. Bởi vì rung động vì người khác cứ lặp đi lặp lại như vậy á, thì cái chữ khoi đó, chữ len đó, nó thiên về tình cảm cá nhân, tình cảm nam nữ. Chính vì vậy nên người yêu gọi là coi bito. Thì cái từ này các bạn nên học, các bạn đến Nhật thế nào người ta cũng hỏi các bạn là các bạn có coi bito chưa. Thì trong tiếng Nhật các thường người ta sẽ hỏi các bạn là coi bito từ kích tả, tức là từ kích là làm, từ cứ đưa là làm, từ kích tả là đã làm chưa. Thì đã tạo ra được cái thằng coi bito, tức là đã có được người yêu chưa, thì người ta sẽ hỏi là đã có người yêu chưa. Thì coi bito là người yêu, các bạn nên học từ này. Rồi thí dụ như thường thường á, một số người Nhật họ sẽ suy nghĩ rằng á, cái chữ mà chữ luyến á, thì thường nó là tình yêu mà nó chỉ tình yêu một hướng. Ví dụ như bạn đang yêu đơn phương, bạn đang yêu ai đó một hướng thì nó gọi là coi, nó gọi là ren, là luyến. Còn khi mà cả hai bạn đã cùng yêu nhau rồi, rồi sau này về một nhà như vậy á, thì nó sẽ gọi là ái, là chữ ai. Vì vậy nên nếu như mà bạn yêu ai đó mà người đó không đáp trả lại bạn, hay là hai người yêu nhau xong rồi bỏ nhau cách thể lại như vậy á, thì người ta dùng chữ shitiren là thất tình. Mình dịch là thất tình thôi, nhưng mà shitiren là thất luyến. Thì si tư là thất, là mất đi, thì mất đi cái luyến ái đó, mất đi cái mối tình đó, thì gọi là thất tình, si tư ren. Thì vừa rồi á, qua những cái chữ mà mình nêu á, thì các bạn có thể có được một cái cảm nhận về cái chữ luyến. Là cái chữ luyến đó, nó thiên về tình yêu nam nữ thôi, nó thiên về tình yêu khá là trẻ trung bồng bột. Nhưng mà không có nghĩa rằng cái chữ yêu đó là chữ xấu, chữ khôi đó rất là phổ biến, được sử dụng khá là nhiều ở trong văn nói thường ngày. Thì tại vì nó thể hiện tình yêu mà thường là tình yêu nam nữ, tình yêu trẻ trung tươi sáng của thời thanh niên niên thiếu kiểu vậy á, nên nó được xài rất là nhiều, một cái từ nó khá là đẹp. Rồi tiếp theo á, thì nói về chữ ai. Thì chữ ai á, nó ở cái chữ tâm nó nằm ngay ở giữa. Thì hồi trước có nhiều người nói với mình á, là chữ ai nó sâu đậm hơn chữ khôi, là bởi vì á, cái chữ ai này là trái tim nó nằm ở giữa, còn cái chữ khôi á, là trái tim nó bị đạp ở phía dưới nên nó không có quan trọng. Thì thật ra phân tích như vậy là không có đúng, tại vì á, trong Hán tự nói chung, tức là cả tiếng Hoa, tiếng Nhật nói chung á, thì có vô vàn những chữ mà bổ tâm nó nằm ở phía dưới. Thì nó chỉ là cái sự bố trí, sắp xếp bố cục của chữ thôi, chứ nó không có liên quan đến chuyện là bổ tâm nó nằm ở trên á, thì nó sẽ có giá trị hơn bổ tâm nằm ở dưới, thì cái đó không có đúng. Rồi, quay lại phân tích chữ ái. Thì chữ ái phía trên của nó là bộ trảo, là nắm lấy. Rồi ở ngay giữa thì có một cái, có cái móc, có cái che đầu như này, đó là cái chỉ cái hành động trùm khăn, trùm chăn kiểu như vậy. Rồi ở giữa là chữ tâm. Và cuối cùng là cái bộ tri. Thì cái bộ tri này nó khá là giống như cái bộ hữu hồi nãy trong cái chữ biến mà mình vừa nhắc đến, nhưng mà nó có cái tay khác đi, tức là cái bộ này nó chỉ cái hành động mà đi một cách ung dung, dung dăng, dung dẻ, đi một cách chậm rãi từ từ và đi ở phía sau. Thì cái từ này nếu mà các bạn tra trong từ điển Hán Việt đó, thì nó có nghĩa là
từ sau mà đến một cách bình tĩnh, chậm rãi. Thì tổng hợp lại bốn cái bộ nhỏ để hình thành chữ ái, các bạn có thể thấy là tình yêu của cái chữ ái muốn thể hiện là một cái tình yêu nó xuất phát từ con tim, mà chúng ta phải biết nắm bắt, phải biết che chở, bảo vệ, giữ gìn nó, và phải từ từ, chậm mà chắc, từ từ mà tiến, tức là bồi dưỡng tình yêu một cách từ từ, chứ không có phải kiểu một cái vù để có được tình yêu sét đánh, thì nó không phải cái kiểu đó. Thì cái chữ ái nó khá là chân thành, và nó sâu sắc hơn cái chữ khôi một tí xíu, kiểu như vậy. Thì cái chữ ái chính vì cái bốn bộ mới hình thành được nó rất là sâu sắc như vậy, nên chữ ái nó có thể dùng cho tình yêu nam nữ, tình yêu cha mẹ, tình yêu trong gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu cây cối thiên nhiên, yêu cả xã hội, kiểu như trong tiếng Việt của chúng ta dùng những từ như là bác ái kiểu như vậy á. Thì chữ ái được dùng cho rất nhiều thể loại, chứ không giới hạn trong tình yêu nam nữ mà thôi. Thì nhờ vào cái phân tích như vậy mà chúng ta có thể thấy được là cái độ sâu của chữ ái hơn so với lại cái chữ luyến. Thì chữ ái này á, bởi vì nó sâu quá nên á, trong cuộc sống nếu mà các bạn sinh nhật á, các bạn rất là ít khi nào nghe chữ ái. Chỉ khi nào mà nghe người ta phân tích chữ ai thì các bạn mới nghe, hoặc là trong phim ảnh á, thì người ta mới nói những câu như là Aishiteru. Aishiteru có nghĩa là yêu. Nhưng mà trong phim ảnh mới nghe thôi, ở ngoài đời không ai nói câu Aishiteru hết á. Tại nó sớm lắm. Rồi nếu mà các bạn nghe được chữ ái á, thì khá là khó, hầu như trong văn nói của tiếng Nhật á, mình chả bao giờ nghe ai dùng chữ ái trong cái gì hết. Còn ví dụ như trong văn viết, nhưng mà các bạn gõ tiếng Nhật trong máy tính á, thì chữ ái các bạn sẽ bắt gặp nhiều nhất khi mà các bạn gõ chữ kawaii. Thì khi mà các bạn gõ chữ kawaii nó sẽ ra chữ khả ái. Thì trong tiếng Trung Quốc nó cũng có chữ đó là chữ khờ ai, là khả ái. Thì trong tiếng Nhật cũng có đó, kawaii. Thì đó là cái chữ ái mà nó sẽ xuất hiện nhiều nhất khi mà các bạn gõ chữ. Rồi, mình sẽ tổng hợp lại. Thì chữ luyến, chữ ren, chữ khôi, ren trong âm on, khôi trong âm cưng, thì nó thường xuất hiện trong những chữ như là khôi bi tổ, người yêu, hoặc là ví dụ như cái gì ta, nãy mới nói quên này, hãy yêu đi, khôi stay cứ đá sai. Rồi ví dụ như là tình yêu thì là kết hợp với hai chữ ren ai, ren ai là luyến ái, là tình yêu. Rồi thất tình là shitsuren, shitsuren. Còn chữ ái thì aishiteru, aishitemasu là yêu. Rồi kawaii là khả ái. Hy vọng là các bạn thấy video clip này vô ích. Bye bye mọi người.